có được nhiều tiền không? Nhiều chứ. Lát hồi giờ ra chơi đi, mua đồ ăn đi, mua slam đi Thanh. Ủa hôm nay bạn này mình bảo là bạn tên gì vậy? Bạn đó hả? Bạn này là à, bạn này học sinh mới. Bạn này là học sinh mới, tên là Khánh Linh. Đúng rồi. Bạn này có ai nghĩ là mình đang quên quên gì không ta? Quên hả? Mình đã thay đồ rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi xuống dưới để tập thể dục nha. Hồi đó hồi cô giáo thể dục dữ lắm á, là hồi bạn sẽ xử lý tụi mình á. Chạy xong rồi. Mọi người ơi, bây giờ cô giáo chưa có tới đâu, nhưng mà bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu khởi động nha. Đứng sai rồi. Rồi, bay cỡ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cô giáo tới. Rồi, 2, 3, 4. Cô sẽ phát kẹo cho nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta học thôi. Xếp hàng vô. Xếp hàng. Bây giờ chúng ta sẽ xoay tay nha. 1. Đổi ngược lại. Bây giờ các bạn hãy cùng lên căng tin của tụi mình để mua slime nha. Let's go.